Chào mừng các bạn học sinh lớp 2 đến với tiết học mỹ thuật với chủ đề đồ dùng của em. Các hoạt động trong chủ đề: vẽ cái nón, vẽ cái cốc, tạo hình cặp sách, túi sách, vẽ bình đựng nước. Qua chủ đề này, chúng em cần phải chuẩn bị những vật dụng như sau: vỡ, giấy A4, giấy màu, giấy thủ công, hộp bìa giấy, màu, keo dán, vân vân. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về chủ đề. Các em hãy quan sát một số vật dụng phía trên và cho thầy biết các câu hỏi như sau. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các đồ vật phía trên. Đúng rồi các em à. Các đồ vật phía trên là những chiếc nón, chiếc mũ chúng ta sử dụng hàng ngày phải không nào? Chúng đều có những đặc điểm giống nhau, đó là dùng để đội che mưa, che nắng chúng ta khi di chuyển ra bên ngoài ha. Và sự khác nhau là chúng có những kiểu dáng khác nhau, màu sắc khác nhau và những hình ảnh trang trí phía trên khác nhau nữa ha. Những cái nón này còn ngoài những chiếc nón này, các em còn thấy những kiểu nón nào nữa? Nón có rất nhiều kiểu dáng khác nhau, đó là nón bảo hiểm nè, nón thời trang khác nhau nè, rồi nón cối của chú bộ đội nè. Bên ngoài thực tế chúng ta thì có rất nhiều kiểu dáng nữa phải không các bạn? Vậy tác dụng của chúng để làm gì? Tác dụng của chúng là dùng để che nắng, che mưa cho chúng ta khi di chuyển bên ngoài phải không nào? Và bảo vệ cho chúng ta cái sự an toàn khi di chuyển trên đường, như là dùng đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích một số đồ dùng về cặp sách, túi sách. Và chúng ta hãy nêu lên sự giống nhau và khác nhau của các cặp sách phía trên. Đúng rồi, sự giống nhau đó là chúng đừng dùng để bỏ các tập vở, đồ dùng học tập và các vật dụng cá nhân của chúng ta hàng ngày phải không nào? Vậy khác nhau đó là gì? Khác nhau chúng có nhiều kiểu dáng, màu sắc được thiết kế ra khác nhau phải không nào? Những cặp sách này có giống với cặp của các em sử dụng đi lên trường hàng ngày không? Câu hỏi này thầy dành riêng cho các bạn tìm hiểu tại nhà nhé. Những cặp sách, túi sách này làm bằng chất liệu gì nào? Đúng rồi, những cặp sách, túi sách này sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như là bằng chất liệu bằng da nè, chất liệu bằng simili nè, chất liệu bằng vải nè, và nhiều chất liệu khác nữa ha. Và tiếp theo chúng ta hãy quan sát những hình phía trên là những đồ vật gì nào. Đây là những cái bình đựng nước phải không nào? Vậy những đồ dùng vật phía trên, những bình đựng nước này dùng để làm gì? Tất nhiên là các em, bình đựng nước thì chúng ta thường sử dụng để đựng nước phải không nào? Đựng nước để đi học nè, đi làm của ba mẹ nè, và những bình đựng nước để tự chứa nước trong gia đình chúng ta để sử dụng hàng ngày phải không nào? Vậy chúng thường được làm bằng chất liệu gì nào? Bình đựng nước sử dụng rất là nhiều chất liệu khác nhau, ví dụ như là nước nè, chất liệu bằng inox nè, chất liệu bằng thủy tinh nè, và nhiều chất liệu sử dụng an toàn với sức khỏe nữa các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ qua hoạt động về cơ bản. Bây giờ chúng ta phải làm cách nào để tạo ra hình cái nón và cái bình đựng nước nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu nào? Vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái nón, cái bình đựng nước và vận dụng quy trình để theo nhạc hoặc là biểu cảm nhé. Sau đây thầy sẽ cho các bạn trình tự các bước để mình thực hiện một bước vẽ cái nón và cái bình đựng nước nha. Bước thứ nhất chúng ta sẽ vẽ theo nhạc. Bước hai chúng ta sẽ vẽ những vật dụng cái nón lên tờ giấy vẽ theo nhạc theo những hình dáng màu sắc chúng ta thích nhé. Và bước thứ ba chúng ta sẽ cắt rời những chiếc nón này ra từ tờ giấy vẽ theo nhạc ha. Và bước tiếp theo nữa chúng ta sẽ trang trí những chiếc nón dán lên những cành cây, hoặc là chúng ta có thể là trang trí thiết kế theo ý thích của mình. Ở đây thì có một bức thầy đã dán những bức vẽ lên trên một cái cành cây, tạo nên một cái cây thần kỳ có treo nhiều chiếc nón rất là đẹp phải không nào? Chúng ta có ngoài ra chúng ta có thể
dùng giấy vẽ theo nhạc để tạo ra những cái bình đựng nước theo những màu sắc hình dáng khác mà chúng ta thích nữa nhé. Và vẽ biểu cảm là cách vẽ kết hợp giữa mắt và tay. Các em cố gắng không nhìn vào giấy khi vẽ để tạo ra những bức biểu cảm vẽ ấn tượng. Đó. Đây, bước đầu tiên chúng ta sẽ vẽ và chỉnh sửa hình ảnh họa tiết làm sao cho hình tương đối đẹp ha. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ lựa chọn những hình ảnh để mình tô màu lên làm sao cho những vật dụng, những bình nước của mình trở nên đẹp đẽ hơn. Tạo hình sản phẩm bằng đồ dùng, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Tạo túi sách, tạo cặp sách bằng vật dụng tìm được. Vậy những vật dụng tìm được đó là gì nào? Đây thì có những cái vật dụng hàng ngày mà chúng ta có thể tìm được tại gia đình, đó là những chiếc hộp giấy. Bước 1, chúng ta sẽ chọn những hộp giấy trong gia đình mình mà hộp giấy cũ chúng ta không còn sử dụng nữa. Mình sẽ sưu tập lại những cái hộp này và chúng ta sẽ lựa chọn những hộp nào phù hợp với những cái hình túi sách mà mình thích. Qua bước 2, chúng ta có thể là chọn những hộp giấy đó rồi mình dán lên và mình sẽ làm sao cho tạo ra những kiểu dáng đẹp. Và bước 3, chúng ta sẽ trang trí thêm, gắn thêm quai sách, gắn thêm những họa tiết, những phụ kiện lên cho nó đẹp. Ngoài ra chúng ta có thể mà sử dụng những tờ giấy vẽ theo nhạc để chúng ta trang trí lên những cái vỏ hộp giấy mà chúng ta đã hoàn thiện được hình dáng ha. Đó, rất là đẹp. Và tiếp theo thầy sẽ cho các bạn biết và tìm hiểu thêm một số sản phẩm mà các bạn học sinh đã thực hiện được cho các bạn ha. Tiếp theo chúng ta sẽ qua hoạt động thực hành nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cách làm hay tạo hình cái nón, túi sách, cặp sách, bình đựng nước theo hướng dẫn của thầy và cô phía trên nhé. Và các em nhớ về nhà chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau, quan sát các họa tiết trang trí để chuẩn bị cho chủ đề sau nhé. Thầy chúc các em chăm ngoan học giỏi.